Jadon Sancho đang nhận án kỷ luật cực nặng từ Man United do thường xuyên vi phạm nội quy của đội bóng và công khai chỉ trích huấn luyện viên Erik ten Hag. Do đó, ngoài việc bị cấm thi đấu từ ngày 15 tháng 9, cầu thủ người Anh còn nhận nhiều án phạt nghiêm khắc khác từ ban huấn luyện Quỷ Đỏ. Mới nhất, tờ Mirror cho biết ông Erik ten Hag đã cấm Sancho tham gia vào mọi hoạt động của đội một Man United vô thời hạn. Cầu thủ sinh năm 2000 không được xuất hiện tại phòng gym, phòng ăn, không tham gia họp, tập luyện và thi đấu cho đội 1. Sancho hiện chỉ được tham gia tập luyện và sinh hoạt tại đội trẻ Man United. Tờ Mirror khẳng định nếu không xin lỗi huấn luyện viên Erik ten Hag, cựu cầu thủ Dortmund sẽ không có cơ hội trở lại đội 1. Trong trường hợp tình hình không biến chuyển, Sancho sẽ bị Man United giao bán ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2024. Hiện cầu thủ này đang nhận được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ của Saudi Arabia. Cũng liên quan đến nhân sự của Man United, Quỷ Đỏ chuẩn bị đón chào sự trở lại của Mason Mount sau gần 2 tháng điều trị chấn thương. Cầu thủ 24 tuổi đã có thể trở lại tập luyện và cố gắng hồi phục thể lực. Mount dự kiến sẽ ra sân trở lại cho Man United trong cuộc tiếp đón Crystal Palace tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, diễn ra vào 2 giờ rạng sáng mai 27 tháng 9.